Chào anh chị, hôm nay Gạch Rẻ 98 sẽ giới thiệu tới anh chị mẫu gạch dán tường khuôn đúc sản xuất bởi nhà máy Phương Nam. Tông màu chủ đạo là tông màu vàng kem và tông màu giả gỗ, và được thiết kế 3 phần như mọi khi và như các bộ tường khác, đó là viên sậm, viên điểm và viên lọt. Chúng ta có thể nhìn thấy giữa các thiết kế là khuôn đúc và viên điểm cũng được thiết kế họa tiết những cái hoa văn in đơn giản thôi. Bộ ốp tường này thì sử dụng cho phòng tắm, phòng xông hơi, phòng khách hay là bếp cũng rất là phù hợp. Thậm chí là phòng ngủ chúng ta có thể sử dụng tông màu gỗ, tạo ra cái không gian rất là ấm cúng cho căn phòng của bạn và rất là sang trọng. Chúc mừng bạn đã xem hết video của Gạch Rẻ 98. Để không bỏ lỡ những sản phẩm gạch ốp lát mới nhất trên thị trường hiện nay, xin mời nhấn nút đăng ký kênh có biểu tượng hình tròn ở giữa màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.